Em Thuốc Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Trước mặt anh em là một con âm ly đến từ thương hiệu Sansui. Và dòng đầu đời là đầu chính ha, đầu rất là cao cấp của hãng Sansui. Cô đen là AU97X Decat. Nếu trong dòng X Decat thì là dòng rất là nổi tiếng với Sansui rồi. Thì bao gồm có 6x7 Decat, 7x7 Decat và 9x7 Decat. Ba cái đầu số đó là đều có một cái phiên bản kỷ niệm của hãng. Đầu 6 thì có 6x7X Decat và đầu 7 thì có 7x7X Decat và đầu 9 thì có 9x7 Decat. Thì những cái dòng Decat này là điểm phân biệt rất là dễ dàng để nhận biệt phân biệt ra, đó là có hai cái chỉ vàng. Hai chỉ vàng hai bên ha, rất là đẹp, một cái dòng âm ly của hãng kỷ niệm cái dòng đó. Thì được hãng được trau chuốt tỉ mỉ và đầu cơ những linh kiện chất từ trong ra ngoài. Và hãng thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là đẹp ha. Thì nó sở hữu một cái size khoảng tầm 48 anh em ha, 8-49 gì đó. Và thiết kế với một cái mặt phay nhôm xước rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Để em quay đây cho anh em lên, ánh đèn led nó rọi vô anh em mới thấy. Đây, những cái nút chuyển ngõ này anh em thấy không, nó cũng trau chuốt một cái phay nhôm xước rất là đẹp. Và những cái đầu nút này nó cũng là phay nhôm xước luôn anh em ha, nó rất là đẹp. Và phía trên nó là sơn hay là một lớp nhôm bóng gì đó, nó rất là đẹp ha. Đấy anh em thấy không, phay nhôm xước rất là đẹp, nó rất là đẹp tuyệt vời luôn ha. Và hai cái hộp gỗ thêm hai cái chỉ vàng nữa, thêm một cái điểm nhấn cho âm ly rất là đẹp. Thì con này có công suất là 370W ha, rất còn mạnh mẽ, đánh hai cặp A cùng B, đầy đủ các cổng ăn chơi hết. Nè, các nút này em thấy không, phía trên nó bóng giận, còn phía trước là một phay nhôm xước rất là đẹp. Lên cái dòng nè, anh em coi cái thành vách phía trên này, đẹp mỹ mãn không đó, không có vết lông mèo luôn. Đa số những cái dòng anh em nào chơi những dòng Decat rồi thì sẽ biết cái phần mặt mũi nó rất là ấn tượng ha. Thì những con mới và những con đẹp nó sẽ khác xa nhau rất là nhiều. Và vì nó là cái mặt phay nhôm đen trước, nếu mà ta bị cắn một chút xíu hoặc là có lông mèo lông chuột một chút xíu, nó sẽ hiện lên một phần màu trắng rất là khó chịu ha. Con này là đẹp mỹ mãn, không một vết lông mèo ha. Đó, thì em đã mở sẵn cái nắp trên và cái nắp che của bộ phận phía bên đây qua ha, cho anh em xem tường tận luôn. Và đây là phía cái hồi gỗ phía bên phải ha, rất là đẹp. Ở đây hồi gỗ phía bên trái mỹ mãn luôn ha. Một cái ly rất là đáng sưu hầm, để đáng chơi. Và đặc biệt là một con ly đẹp tuyệt vời như này, anh em rất là đáng để sở hữu anh em chơi ha. Anh em yêu thì cứ nhanh tay vào số điện thoại 0909 7267, em ship hàng toàn quốc với giá là 15 triệu anh em ha, 15 triệu. Rồi, mời anh em nghe một đoạn nhạc trước khi em quay phần mặt mũi và các phần còn lại của ly cho anh em xem ha.
mở đoạn nhạc mạnh rumba ha. Bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn tiếc vẫn vương, khói thuốc chưa lẫn trong hồi, chưa từng quen hồi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thư tình, đêm đã mưa rồi mà lòng chưa vừa y. Giờ buồn người ở phương xa dâm vơ từng đêm qua. Đời trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng cũng đi cho thỏa chi. Rất là hay ha. Một cơm ly rất là đẹp. Không biết em biết quay để cách nào để cho anh em xem được cái độ đẹp mỹ mãn của nó. Nó là màu đen xước, rất là khó quay ha. Giống như những cái dòng âm ly, giống như những cái lòng âm ly mặt gương đó, rất là khó quay ha. Nhưng mà nó con này là đẹp mỹ mãn, mới tới khoảng chừng 95-98% anh em ha. Qua đây. Đây, và tổng thể nội thất cho nó đây. Em nó sở hữu một cái nguồn rất là khủng khiếp ha, gần bằng một găng tay ha, nó bự hơn cái nguồn của 90-90 dB luôn á. Bởi em nó rất là nặng, em nó nặng khoảng tầm 27-28 kg ha. Và số hộp bốn cái tụ lục nguồn rất là khủng khiếp nè, nó rất là cao, rất là sâu, rất là khủng ha. Vỏ hình tặng nhiệt các em thấy nó rất là khủng, cắt bo mạch linh kiện rồi đặt rạc hết. Cái phần này là nguyên phần này là phần rề ha. Đây có những linh kiện đây rồi rất là nhiều nè, tụ là ship đặt ra đó, dày đặc luôn ha. Đấy, đây là phần bên đây là phần nguồn ha. Mấy cái tụ này lọc cho rề, này là tụ lục nguồn, đây là các bo mạch linh kiện bên trong đây. Và đây em thấy có hai con tụ rất là bự ha, nó nằm chồng với nhau đây, không biết là tụ gì, nhìn rất là chất, rất là gấu ha. Đây rồi, lá phổi của nó ở đây. Đây em nó sử dụng 8 con sò than Saken 2 vít lớn ha. Đây quay trường đây xuống anh em dễ thấy nè, nó nằm phía dưới nè. Đấy ha, 2, 4, 6 và 8 con ha. Những cái góc ngách phía bên trong nó vẫn còn rất là mới ha, những bo mạch đứng ở đây rất là nhiều nè. Một cái phần tản nhiệt rất là chắc, rất là gấu đó nè. Bây giờ mình cũng thêm sâu xuống phía bên dưới ha. Nó một cái nguồn này thấy rất là khủng khiếp không? Rất là khủng khiếp ha. Đây, lúc này mình quay phần phía sau cho anh em. Cái lỗ vẹn nó hơi ngắn, con này dài quá, quay qua nó đụng ha. Đây. Đây. Phần phía sau đây. Đánh 2 cặp A cộng B, thân trợ 4-16 ôm. Rất là rộng ha. Đây là cái chân đã cắm đầu vào, còn mới chát luôn. Đây với nguồn viên luôn ha, còn nguyên bó luôn. Đó, trên cái dòng đĩa cát này nó làm thiết kế rất là chất lượng và chi tiết ha. Đây. Nếu còn công suất lớn như thế này, em quên quay công suất cho anh em xem. Để chèm anh chè đánh một lát là rồi đây. Sensui 707X đầy cát, công suất 370W, số series là 8107 ha. Đây, thì cái con công suất lớn như thế này, chúng ta có thể vừa nghe nhạc và ghép thêm một van số hay một mixer hay một cái van cơ, chúng ta vừa nghe nhạc vừa cao kê nghiêu ngao trong phòng rất là tuyệt vời. Đây, một con âm ly đáng sở hữu, anh em nào yêu thì nhanh tay. Rồi em xin nhắc về lại giá ha, giá 15 triệu bao ship toàn quốc cho anh em này, kiểu khoảng đủ ha. Rất là đẹp ha, nó anh em thấy thành vách phía trên này nó cũng là hơi nhiễm xước là tuyệt vời luôn nè. Một công ly của nó là hãng thiết kế rất là tâm đắc, rất mỹ mãn ha. Em sở hữu nó cũng rất là tâm đắc, cũng nói gì anh em chơi. Đây, rồi em xin kính chào anh em.